máy lạnh. Dạ, xin thầy và các bạn lắng nghe giống em thuyết trình. Mở cho nó lớn lên luôn. Em mở cho nó full cái màn hình á, thì bên đây mọi người mới thấy được nó rõ. Mà mở như vậy thì thấy nó nhỏ xíu à. Cái chỗ 70% ở tại cái chữ số 70 đó. Được rồi, vậy được rồi đó. Để vậy đi. Dạ, nội dung là gồm có 7 nội dung. Một là phòng lạnh, hai là nguồn máy, ba là giới hạn lượng nạp ga cho hệ thống, bốn là yêu cầu an toàn đặc biệt khác, năm là thu hồi tái sinh tiêu hủy ga lạnh, sáu là sang chiếc ga vận chuyển và bảo quản ga lạnh, bảy là yêu cầu thiết bị thu hồi tiêu hủy. Chúng ta vào phần một là phòng lạnh. Phòng lạnh có khái niệm là các loại không gian được làm lạnh hoặc điều hòa không khí như buồng, cabin, phòng, kho được làm lạnh nhân tạo bằng các máy lạnh. Trong đó có người làm việc hoặc sinh hoạt. Mức độ an toàn của hệ thống lạnh được xem xét dựa trên địa điểm, số người và các loại phòng lạnh khác nhau. Giới thiệu các loại không gian có người theo quy định thì thầy và các bạn có thể tham khảo ISO 5149-1 2014. Dạ. Qua hình ta đây. Dạ, đây là hình các phòng lạnh thầy và các bạn có thể xem và tham khảo. Dạ, phân loại không gian có người thì có cái bảng này. Loại không gian có người nói chung là đặc tính là các phòng, các bộ phận của tòa nhà có trang bị phương tiện để ngủ, di chuyển của con người bị hạn chế, không kiểm soát được số lượng hiện diện. Người tiếp cận không gian này được báo cho biết về sự đề phòng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn. Ví dụ như bệnh viện, tòa án, vân vân. Không gian có người được giám sát các phòng, các bộ phận của tòa nhà. Tòa nhà ở đó chỉ có một số hạn chế người có thể được tụ tập. Ví dụ như các cơ quan kinh doanh hoặc công quyền, các phòng thí nghiệm. Xong qua phần thứ hai là buồng máy. Buồng máy để lắp máy lạnh nhưng cũng không nhất thiết chỉ dành riêng cho lắp đặt máy lạnh. Buồng máy phải đủ lớn để có thể dễ dàng tiếp cận các bộ phận máy, đủ không gian cho việc phục vụ, bảo dưỡng và vận hành máy. Chiều cao bên dưới lối đi không được thấp hơn 2 mét.